Sáng ngày 22 tháng 6 năm 2020, Hòa Thượng Thích Chí Quảng, đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã quang lâm trường hạ chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội để đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp chủ Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ, đồng thời thăm và sách tấn chư hành giả an cư tại đây trong mùa an cư kết hạ. Đại diện trường hạ, Đại Đức Thích Thanh Tuyên, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Phú Xuyên cùng chư tôn đức tăng ni đang an cư tập trung tại trường hạ đã cùng đón Hòa Thượng Thích Chí Quảng cùng Thượng tọa Thích Thanh Phong, trưởng ban Ban Kinh tế Tài chính Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban Ban trị sự kiêm trưởng ban Ban từ thiện xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cùng quý Phật tử trong đoàn. Nhân dịp ghé thăm trường hạ Viên Minh lần này, Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã đỉnh lễ và kính chúc sức khỏe đến Đức Đệ Tam Pháp Chủ. Ngài đã chúc phúc và cảm ơn Hòa Thượng Thích Chí Quảng, tuy Phật sự đa đoan nhưng vẫn dành thời gian đến thăm trường hạ Viên Minh hôm nay. Tại đây, Hòa Thượng Thích Chí Quảng có đôi lời sách tấn đến chư hành giả an cư tại hạ trường. Hòa Thượng chia sẻ, nương theo công đức của chư Phật, chư Hiền Thánh Tăng gia bị, cùng công đức tu hành của Đức Pháp Chủ, chư hành giả phải cố gắng nỗ lực giữ tâm cho thanh tịnh để cảm nhận được những lời dạy cao quý của Đức Phật, áp dụng vào trong cuộc sống tu hành của bản thân, thoát ly sinh tử, phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo cho đến ngày viên mãn. Nhân dịp này, Thượng tọa Thích Thanh Phong chia sẻ. Chúng tôi được tháp tùng Đức Trần Áo Hòa Thượng, Thượng Chí Hạo Quảng là đệ nhất phó pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Giáo Việt Nam và trưởng ban trị sự Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh về trường hạ tại Tổ đình Viên Minh để đỉnh lễ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam và tùy hỷ thăm hạ trường Tổ đình Viên Minh tại đây. Thì thưa quý vị, thì thực sự hạ trường Viên Minh rất là trang nghiêm vì được ở đây là nơi Đức Đệ Tam Pháp Chủ là nơi cư ngụ ở đây mà lại khai giảng hạ trường ở đây. Thì các vị biết rồi, Đức Đệ Tam Pháp Chủ thì năm nay đã 105 tuổi và Đức Pháp Đệ Tam Pháp Chủ đã 100 năm ở chùa rồi. Thì từ xưa nay chúng ta thấy được người ai ở chùa 100 năm mà như Đức Đệ Tam Pháp Chủ thì rất là hiếm có và rất là đặc biệt và rất là hy hữu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam từ xưa tới nay. Bởi vậy nên là khát ngưỡng công đức an cư của chư tăng, nhưng mà rất là cung kính cái đức của trưởng lão Đệ Tam Pháp Chủ, nên là Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ đã về đây để thứ nhất là đỉnh lễ vấn an thăm Đức Đệ Tam Pháp Chủ và tùy mời đón các Phật tử về để cùng tùy hỷ cúng dường hạ trường, để tùy hỷ cái công đức an cư hội hạ của chư tăng tại đây, mà cũng là một cái tinh thần để động viên sách tấn tăng ni tu học an cư tại hạ trường Tổ đình Viên Minh này. Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ này đi ra đây là chuyến đầu tiên ra miền Bắc, rồi sau chiều nay thì Đức Đệ Nhất Phó Pháp Chủ cũng có đi thăm một số các trường hạ và để sách tấn tăng ni tu học. Dạ thì chúng tôi về tới Tổ đình Viên Minh thì nói chung là như tôi là về nhà, vì tuổi trẻ thơ ấu thì tôi cũng được ở đây hầu tổ ở đây, và chính tôi là người được Đức Đệ Tam Pháp Chủ là hạ đạo thuyết pháp tại ngôi chùa Tổ đình đây, nên đây đối với tôi là về nhà. Nhưng đối với tất cả các tăng ni khác về đây thì tức là về đây để nương Đức Tổ, thì đến đây về đây thì mình nhìn lại được một cái văn hóa đặc sắc của Phật giáo Việt Nam truyền thống từ xưa tới nay, và cái nề nếp gia phong của Tổ vẫn truyền lại, mà các sư trong hạ trường vẫn giữ được một cái đó rất hiếm, nơi nào có được những cái nét mà gọi là thuần phong mỹ tục của Phật, đặc sắc văn hóa của Phật giáo Việt Nam, mà đây là cái văn hóa rất là cổ từ xưa tới nay mà Đức Đệ Tam Pháp Chủ vẫn duy trì và để giáo dục lại cho các hàng tăng ni trong hạ trường. Thế nên về đây nó có một cái nét gì đó rất là hoài cổ, rất là về xưa, về cái truyền thống của Phật giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo miền Bắc cổ xưa này, thì về đây là có đầy đủ hết những cái tinh thần đó. Thì đến đây về cái trường hạ đây ấy, thì chúng tôi muốn nói rằng, xin mong muốn rằng tất cả chư tôn đức tăng ni được an cư tại hạ trường Viên Minh này là một cái hạnh phúc của đời mình, một cái vinh dự, vì ở đây là được gần đức của Tổ Đệ Tam Pháp Chủ. Thì chúng ta sẽ cố gắng tinh tiến tu hạch và gìn giữ giới luật và để noi gương đức của Tổ, để chúng ta dấn thân hoằng dương Phật pháp lại là quần sinh, và để mang Phật pháp Phật giáo Việt Nam đi đến mọi miền của Tổ quốc, rồi cũng như là để giữ gìn được cái gia phong của Phật giáo Việt Nam mà Tổ đã duy trì cho tới ngày nay. Chiều cùng ngày, Hòa Thượng Thích Chí Quảng đã ghé thăm chùa Bằng Linh Tiên Tự, số 63 phố Bằng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để thắp hương tưởng niệm hương linh thân phụ Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm. Đồng thời, Hòa Thượng cũng chỉ đạo một số việc về công tác hoằng pháp trong thời gian tới tại miền Bắc.
Bên cạnh đó, Hòa Thượng cũng gặp mặt và sách tấn một số Phật tử, đại diện đạo tràng Pháp Hòa miền Bắc tới đỉnh lễ Ngài. Hòa Thượng mong rằng trong thời gian tới có thể đi thăm được các trường hạ an cư trong khu vực phía Bắc và động viên tinh thần tu tập của chư hành giả tăng ni an cư cũng như Phật tử các đạo tràng.